để giới thiệu cho các bạn. Đây là con dấu bùa nhá. Đấy. Về con dấu bùa này chủ yếu là khách hàng đặt là in trên giấy. Đó, kích thước là 70x70. Mình làm vào cái cán khá là lớn. Đấy. Bởi vì cái công nghệ flat này là có những cái loại dấu là cực kỳ khó làm, thì chỉ có công nghệ flat mới làm được các bạn nhé. Đây là dấu bùa. Thì nếu các bạn lần đầu tiên mà xem các dấu phong vân trên kênh này thì các bạn hãy đăng ký kênh. Và các bạn quan tâm những sản phẩm liên quan về dấu, các bạn hãy liên hệ các dấu phong vân qua Zalo 0917086996 để xem những cái video mới nhất cũng như là hướng dẫn các bạn chọn những cái sản phẩm phù hợp với công năng, công việc mà các bạn đang làm mà muốn sử dụng con dấu này nó thực tế hơn.